Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tiểu Văn Hóa. Nhớ lại một thời đại học rực lửa của mình, tôi lại nhớ đến Tri Dân. Cứ mỗi lần có dịp diễn văn nghệ trên lớp là chúng tôi auto lựa chọn ca khúc Điều Anh Biết của nam ca sĩ điển trai này. Cái thời mà Tri Dân làm mưa làm gió, Sơn Tùng cũng phải dè chừng anh chàng này. Bởi lẽ Tri Dân ra bài nào là nổi như cuồng bài ấy. Đặc biệt, nam ca sĩ còn chính thức nằm trong danh sách đề cử giải thưởng MMA 2017 cùng với Sơn Tùng MTP, Đông Nhi, Tóc Tiên, Subin Hoàng Sơn. Dù không đạt được chiếc cúp này, nhưng có thể nói đây là một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của giọng ca sinh năm 1989 trước khi khép lại năm 2017. Âm nhạc của Tri Dân sở hữu giai điệu ca từ dễ nghe, dễ nhớ đã giúp tên tuổi của nam ca sĩ ngày càng được biết đến và sở hữu lượng fan hùng hậu. Ngoài ra, dung mạo của anh cũng phẳng phất nét của các idol Trung Quốc với Thái Lan, cực kỳ đẹp trai, sáng sủa. Tất cả những điều này đủ để Tri Dân xứng đáng là một trong những hoàng tử của làng nhạc Việt. Thực ra mà nói thì nhạc của Tri Dân không quá đẳng cấp như Sơn Tùng MTP theo nhận định của nhiều khán giả. Nhưng chính cái sự gần gũi và giản dị ấy lại góp phần giúp anh trở thành hiện tượng, khá giống với phong cách của Jack. Tri Dân cho biết, Tri Dân không phải là người chuyên viết những dòng nhạc có ca từ sang trọng. Tri Dân vốn lấy những cái gần gũi với cuộc sống con người, gần với các bạn thì Tri Dân viết, chứ mình không viết hoa mỹ được vì mình không phải là người như vậy. Nam ca sĩ thậm chí còn chia sẻ rằng mọi người đánh giá sao thì cũng được, nhưng Tri Dân viết nhạc có khán giả lắng nghe là đã thành công rồi. Sau giai đoạn thành công rực rỡ, Tri Dân bỗng nhiên biến mất. Ai cũng đặt phải dấu hỏi lớn bởi đang ở đỉnh cao phong độ, tiền kiếm như nước mà lại sắm vai thợ lặn là tối kỵ với các nghệ sĩ. Ngay cả Sơn Tùng thời gian đầu cũng phải hoạt động rất liên tục để duy trì sức hút. Trả lời cho thắc mắc của truyền thông khi hoạt động rất nhỏ giọt, Tri Dân cho biết, ca sĩ nào cũng có một giới hạn, gọi là cái thời. Fan hâm mộ sẽ lớn dần lên, có vợ có con, sẽ không còn cuồng nhiệt mãi được như lớp fan trẻ. Lúc đó thì thần tượng của các bạn sẽ là gia đình và con cái, chứ không phải là những người ca sĩ đó nữa. Đó cũng là lý do khiến Tri Dân muốn lui về làm nhà sản xuất. Thế rồi người hâm mộ chờ mãi xem Tri Dân sản xuất được cái gì để ủng hộ mà cũng chưa thấy đâu. Cho đến tối ngày hôm qua, họ giật mình. Lý do vì một số hình ảnh được cho là của nam ca sĩ Tri Dân bị bắt giữ vì sử dụng chất kích thích đang được lan truyền khắp nơi. Cho lúc giọng ca xem 89 vẫn giữ im lặng, cư dân mạng đã khui lại hàng loạt những hình ảnh gần đây cho thấy dấu hiệu bất ổn của anh chàng này. Cụ thể, trong một live stream cách đây không lâu, Tri Dân xuất hiện trong bộ dạng khá hốc hác, gầy trơ xương. Không còn body khỏe mạnh hay thần thái rạng rỡ, sáng sủa như trước. Một Tri Dân khác lạ đã khiến cho người hâm mộ hoảng hốt. Điều đáng nói là chiếc áo mà anh chàng mặc, kiểu tóc trong live stream rất giống với bức ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội. Thời điểm đó, rất nhiều fan tỏ ra lo lắng cho tình hình sức khỏe của Tri Dân, có nhắn nhủ mong thần tượng nghỉ ngơi nhiều hơn. Dù vậy, cũng có những người thanh minh thay cho nam ca sĩ rằng anh chàng chỉ đang sử dụng app quá tay, khiến gương mặt có phần hốc hác hơn mà thôi. Nếu theo dõi MV gần nhất của Tri Dân, vẻ ngoài của anh không hề gầy và tiêu tụy như trên sóng livestream. Sau những biến cố, Tri Dân nghỉ ngơi một thời gian, và đó là một thời gian khá dài. Tháng 9 năm 2023, nam ca sĩ mới rục rịch trở lại bằng dự án âm nhạc mới. Tuy nhiên, trong lần quay MV ở Singapore, Tri Dân bất ngờ đổ bệnh đến mức phải nhập viện cả tuần ở nước bạn. Được biết, sau cú sốc mẹ mất và chia tay bạn gái vào năm 2021, Tri Dân suy sụp tinh thần hoàn toàn. Khi đó, trên trang cá nhân, nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái u ám, thể hiện nỗi nhớ mẹ già diết. Với Tri Dân, mẹ là nguồn động viên tinh thần rất lớn của anh. Khi lên thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi đam mê, Tri Dân đã trải qua rất nhiều khó khăn. Nam ca sĩ cho biết, thời điểm đó gia đình không chỉ nghèo mà còn thiếu nợ. Tuy vậy, mẹ của anh vẫn cố gắng vay mượn khắp nơi để giúp con trai xây dựng sự nghiệp. Khi mới lên Sài Gòn, tôi khá bỡ ngỡ. Gia đình nghèo khó, nợ nần bao vây. Mẹ tôi dù lớn tuổi nhưng vẫn phải lo cho con ăn học, nên phát sinh rất nhiều khoản nợ lớn hơn. Lúc mới làm nghề, để có tiền là tôi làm MV, mua ca khúc. Mẹ phải đi mượn nợ khắp nơi. Nhờ sự cố gắng cùng tài năng của mình, Tri Dân dần thu hút được nhiều sự quan tâm từ khán giả và trở nên nổi tiếng. Nam ca sĩ từng cho biết, mỗi khi gặp khó khăn đều có đồng nghiệp ở bên cạnh giúp đỡ, động viên. Khi có nhiều bản hit lẫn những sáng tác ăn khách, anh dần trở thành gương mặt được nhiều bố show ưu ái, kinh tế dần vững chắc, có thể lo được cho gia đình. Có lẽ nhờ trời thương và tổ đãi, đặc biệt là được quý vị khán giả thương yêu, nên tôi mới có được một vị trí như hiện tại trong showbiz. Bên cạnh đó, chắc vì tôi thật thà, khù khờ nên được lòng mọi người. Tuy nhiên, Tri Dân cũng luôn nhắc đến mẹ và quãng thời gian bà chạy vạy lo lắng vay mượn để anh có thể làm nghề. Vì thế, khi bà qua đời, Tri Dân như sụp đổ. Không chỉ thế, Tri Dân còn ít đi diễn, không còn xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình. Các tác phẩm của anh cũng không gây được hiệu ứng nổi tiếng như trước đó. Có thể nói nam ca sĩ gần như đã bị chìm vào quên lãng giữa một showbiz ồn ào và đầy cạnh tranh. Đến tháng 3 năm 2023, Tri Dân vướng phải nghi vấn bị bắt vì sử dụng chất cấm.
Tại thời điểm đó, nam ca sĩ đã live stream gửi lời xin lỗi đến bạn bè và khán giả vì đã làm mọi người thất vọng. Một thời gian khá lâu rồi, Chi Dân không giao lưu với tất cả các bạn. Thì không biết mọi người còn nhớ Chi Dân không? Riêng Chi Dân rất nhớ mọi người, nhớ tất cả những chàng pháo tay của FC Sâu Róm, nhớ ánh đèn sân khấu. Chi Dân có một số lời muốn tâm sự với tất cả mọi người, những người đã luôn yêu thương, ủng hộ Chi Dân. Rất nhiều người đã từng buồn và thất vọng với Chi Dân. Chi Dân xin gửi lời xin lỗi tới tất cả FC, xin lỗi tới anh chị em đồng nghiệp, những người đã từng giúp đỡ, đã từng tin yêu Chi Dân. Sau biến cố về gia đình và tình yêu không như mong đợi, thời gian vừa qua, Chi Dân đã sống không đúng với nghề nghiệp, cũng như tình cảm của tất cả mọi người dành cho Chi Dân. Một lần nữa, Chi Dân xin gửi lời xin lỗi. Và sự quay trở lại lần này, Chi Dân đã chiêm nghiệm rất nhiều. Chi Dân hứa, Chi Dân sẽ thay đổi để trở thành một con người khác tốt đẹp hơn. Chi Dân hứa sẽ sống thật nghiêm túc với nghề, với tất cả khán giả và FC Sâu Róm. Hy vọng tất cả mọi người sẽ bỏ qua và thông cảm cho Chi Dân. Chi Dân hứa sẽ hát và ra thật nhiều ca khúc hay gửi tới tất cả các bạn, những người đã luôn yêu thương và tin tưởng Chi Dân. Cùng lúc đó thì Chi Dân hạn chế cập nhật cuộc sống cá nhân lên các nền tảng mạng xã hội. Thỉnh thoảng anh mới lên live stream trò chuyện cùng fan hâm mộ trên TikTok. Cho đến tháng 9 năm 2024 thì anh chàng mới xuất hiện trước truyền thông khi tham dự đám cưới của anh Đức và anh Phạm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây Chi Dân nhận được sự quan tâm từ khán giả khi chia sẻ về việc chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới. Trong các bài đăng của nam ca sĩ trên mạng xã hội cũng nhận về lượng tương tác khá cao với không ít những lời động viên từ fan hâm mộ. Về chuyện tình cảm, sau tin đồn chia tay Lan Ngọc, anh chưa từng chia sẻ bất cứ thông tin nào liên quan đến chuyện tình cảm nữa. Trước đó khi được hỏi về gu bạn gái lý tưởng, Chi Dân từng cho biết: "Khi duyên tới, mình cảm thấy người đó có ưu điểm mình thích, mình phải học cách chấp nhận khuyết điểm của đối phương. Tôi đôi khi có nhiều khuyết điểm, họ đến với tôi khi họ yêu cái ưu điểm và chấp nhận khuyết điểm. Nói chung là có qua có lại thì mới hòa hợp với nhau." Chưa kịp gặp gỡ được ý chủ nhân nào thì hiện tại đã vướng vào tin đồn bị bắt vì chưa hàng nóng. Cho tới nay, chưa có nguồn tin nào của lực lượng chức năng xác nhận thông tin Chi Dân bị bắt. Song chúng tôi mong rằng anh không dính vào cái thứ chết người ấy. Hãy nhớ rằng anh vẫn còn rất nhiều fan hâm mộ luôn ngóng một ngày thần tượng quay trở lại làm nghề với những ca khúc hit như một thời. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện và video tiếp theo của Tuyền Văn Hóa.